Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 6 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 16 tháng 2 năm 2024, tức ngày 7 tháng 1 âm lịch, ngay Canh Tuất. Trực, thành, tốt cho xuất hành, khai trương giá thú nên tránh kiện tụng và tranh chấp. Tuổi xung ngày, Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hòa cục. Giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo năm tuổi lộc về ngập lối trong ngày thứ 6 này sẽ là các tuổi Dần, tuổi Hợi, tuổi Thân, tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng Lịch ngày tốt xem tử vi ngày 16 tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, người tuổi Tý được nhắc nhở nên chú ý tới từng chi tiết trong công việc trong ngày thường quan xuất hiện như hôm nay. Điều này sẽ giúp cho bạn hoàn thành công việc một cách xuất sắc hơn. Mới vừa hết Tết nhưng tài lộc của Tý đã có dấu hiệu hơi bấp bênh, bản mệnh nên sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý để giảm bớt những khoản phát sinh ngoài ý muốn. Việc làm ăn càng phải tính toán thận trọng để tránh những rủi ro tiềm ẩn có thể khiến cho bạn mất trắng bất cứ lúc nào. Về tình cảm, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên mối quan hệ tình cảm của bạn có thể không quá suôn sẻ. Tý không nên ghen tuông quá đà khiến cho tình cảm của cả hai rạn nứt. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim nên cẩn thận trong mọi công việc, chú ý tới từng chi tiết. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, làm việc chi tiết sẽ giúp cho bạn hoàn thành công việc một cách xuất sắc hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, tài lộc hơi bấp bênh nên sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, việc làm ăn phải tính toán thận trọng để tránh những rủi ro tiềm ẩn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, không nên ghen tuông quá đà, kẻo tình cảm rạn nứt. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh, vàng, quý nhân phù trợ, Thân, Hợi, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, tuổi Sửu được chính ấn thúc đẩy, hãy mạnh dạn đề xuất những ý kiến mới, đồng thời cũng vẫn kiên định với những mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Tinh thần làm việc của bạn cũng rất cao dù mới quay lại công việc sau khi nghỉ Tết dài ngày. Hôm nay cũng sẽ là một ngày rất thích hợp để hợp tác làm ăn, vì thế những người làm công việc kinh doanh hay đầu tư nên mạnh dạn đưa ra quyết định bắt tay về đối tác. Những ai đang làm công ăn lương cũng sẽ có nguồn thu nhập khá ổn định. Chuyện tình cảm đang khá êm đẹp, những mâu thuẫn bất đồng trước đó của cặp đôi tưởng chừng như không thể hóa giải thì bây giờ mọi việc đã được sáng tỏ. Người yêu lâu còn tính chuyện về ra mắt hai bên gia đình, chuẩn bị hướng tới việc kết hôn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim có thể mạnh dạn đề xuất những ý tưởng mới trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy vẫn phải kiên định với những mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, tinh thần làm việc lên cao, không có bất cứ biểu hiện trì trệ nào. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, thích hợp để hợp tác làm ăn nên đưa ra quyết định bắt tay với đối tác. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, chuyện tình cảm êm đẹp, hóa giải được những mâu thuẫn bất đồng. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường tím, đen, quý nhân phù trợ, Sửu, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dần, tam hợp cục nâng đỡ, người tuổi Dần có thể yên tâm thực hiện các dự định công việc của mình. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều vì mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngày nay, Dần cũng đón những tin vui về chuyện tiền bạc nhờ có thiên tài chiếu mệnh. Công việc làm ăn thuận lợi đem lại cho người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương khoản thu nhập vượng phát. Tam hợp còn giúp cho chuyện tình cảm của Dần có nhiều tiến triển tốt đẹp. Người độc thân có thể mau chóng tìm được một nửa yêu thương dưới sự thúc đẩy của đào hoa. Các cặp đôi cũng có được sự kết hợp ăn ý bất ngờ trong nhiều chuyện. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy có thể yên tâm thực hiện các dự định công việc, không phải lo lắng nhiều. Tử vi tuổi Bính Dần, Hòa nên tranh thủ học thêm một số kỹ năng mới phục vụ cho công việc. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ đón những tin vui về chuyện tiền bạc, công việc làm ăn thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc chớ vội vùng tiền mua sắm những thứ không cần thiết. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, người độc thân có thể mau chóng tìm một nửa yêu thương cho mình. Con số may mắn 1,
3. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tý, Tuất, Hợi. Tuy vì tuổi Mão, dưới tác động của lục hợp, người tuổi Mão nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Các kế hoạch mà bạn trình bày trong hôm nay hầu hết đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ tập thể. Nhìn chung mọi việc của tuổi Mão trong ngày diễn ra vô cùng dễ dàng. Dù cuối ngày vẫn có một vài chuyện không được như mong đợi, nhưng điều đó cũng không thể gây ảnh hưởng tới tinh thần hay trí lực của người tuổi này. Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của con giáp này vẫn còn nhiều trắc trở. Người độc thân hãy cứ thoải mái với tình trạng hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, các kế hoạch trình bày đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, có khả năng sáng tạo và sự nhanh nhạy trong việc đổi mới công việc. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, giữ được sự sáng suốt và linh hoạt trong những tình huống bất ngờ. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, chuyện tình cảm vẫn còn nhiều trắc trở, duyên chưa tới. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, xám, quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, tương xung tác động có thể là nguyên nhân khiến cho người tuổi Thìn trở nên nóng nảy và dễ có kỉnh hơn thường ngày. Chuyện nhỏ xé ra to, vì thế mà rất dễ xảy ra va chạm hay xích mích với người khác. Ngày nay tuổi Thìn cũng có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra những lựa chọn do lý trí và cảm xúc của bạn đang có phần trái ngược. Về tình cảm, nếu bạn cảm thấy mối quan hệ hiện tại có thể tiến triển lâu dài thì hãy cố gắng xây dựng nền móng vững chắc. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề chưa xảy ra. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, trở nên nóng nảy và dễ có kỉnh hơn thường ngày. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, dễ xảy ra va chạm hay xích mích với người khác nên kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, gặp khó khăn trong việc lựa chọn do lý trí và cảm xúc trái ngược. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, biết cách cân bằng tâm lý thì làm gì cũng sẽ dễ dàng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy cố gắng xây dựng nền móng vững chắc cho chuyện tình cảm. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ Mão, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, hung tinh thiên quan báo hiệu vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ không được sáng sủa cho lắm. Kế hoạch công việc có thể bị các nguyên nhân khách quan cản trở. Tâm trạng sa sút khiến người tuổi này khó lòng toàn tâm toàn ý xử lý các vấn đề khó khăn hiện tại. Một vài thách thức đặt ra có thể ảnh hưởng tới danh dự, uy tín, càng làm cho bản mệnh hoang mang và dễ mất phương hướng. Dù vậy, bạn vẫn nên cố gắng giữ bình tĩnh để có thể tháo gỡ từng vấn đề càng sớm càng tốt. Rất may là thời gian này, mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình bạn đang vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để trò chuyện, thấu hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của nửa kia, như thế mà có thể nhanh chóng phát hiện những vấn đề xảy ra với đôi bên. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, kế hoạch công việc có thể bị các nguyên nhân khách quan cản trở. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, tâm trạng sa sút, khó lòng toàn tâm toàn ý xử lý các vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, một vài thách thức đặt ra có thể ảnh hưởng tới danh dự và uy tín. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nên giữ bình tĩnh để có thể tháo gỡ từng vấn đề càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, mối quan hệ với người thân trong gia đình đang vô cùng hòa hợp. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ Ngọ, Sửu, Mùi. Tử vi tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn nhờ được tam hợp che chở. Công việc trong ngày hôm nay diễn ra khá trôi chảy. Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi này thể hiện năng lực của mình và ghi điểm với cấp trên. Cát khí tăng cao nên vận trình tài lộc dồi dào. Không thể coi thường khả năng kiếm tiền và cách chi tiêu khoa học hợp lý của người tuổi này. Nhờ đó mà các khoản tích lũy của bạn đang ngày một nhiều hơn. Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ cũng đang tiến triển rất tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh cho thấy khả năng cân đối thời gian dành cho công việc và gia đình khá tốt, giúp cho chuyện tình cảm của các cặp đôi ngày càng thêm mặn nồng, thắm thiết. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, công việc trôi chảy có thể mạnh dạn thể hiện năng lực. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, cơ hội mở ra đồng nghĩa với việc áp lực, trách nhiệm sẽ tăng cao. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, vận trình tài lộc dồi dào, biết cách kiếm tiền và chi tiêu khoa học. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, các khoản tích lũy ngày một nhiều hơn, biết cách đầu tư khôn ngoan. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp nhờ biết cách cân đối thời gian.
Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường vàng, đỏ, quý nhân phù trợ Mùi, Tỵ, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi hàng ngày nhận thấy ngày Tuất Mùi tương phá, người tuổi Mùi có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công việc. Bản thân bạn làm việc không đủ hăng hái, tinh thần vẫn còn ở những ngày nghỉ Tết nên khá trì trệ và uể oải. Ngày nay không có tài tình chiếu mệnh nên cơ hội kiếm tiền của Mùi không có là mấy. Muốn có được gì thì bản mệnh phải tự mình cố gắng, tự mình chủ động tìm kiếm cơ hội. Trong ngày thổ vượng, linh nghe tốt khuyên tuổi Mùi nên dành thời gian quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai đã có tiền sử mắc bệnh về dạ dày hay là đường ruột. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy làm việc không đủ hăng hái, tinh thần khá trì trệ và uể oải. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa nên suy nghĩ kỹ lưỡng và cân nhắc thận trọng trước mỗi quyết định. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ nên tự mình chủ động tìm kiếm cơ hội chứ đừng ì ngồi chờ đợi. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc nên dành thời gian quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân. Con số may mắn 9, 1, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen, cà phê, quý nhân phù trợ Mão, Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, có tam hội hỗ trợ, người tuổi Thân hoàn thành các công việc và nhiệm vụ khá dễ dàng. Bạn cũng đạt được một vài thành tựu ban đầu nhờ sự quyết tâm của mình. Bản mệnh nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn sau khi đã xác định được thế mạnh của bản thân. Cũng trong hôm nay, Thân cũng khá may mắn khi có được đường tài lộc rực sáng. Đây không phải là lúc mà bạn cần lo lắng nhiều về tiền bạc. Quý nhân sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập. Thổ sinh kim nên đường tình duyên của con giáp này cũng rất tốt đẹp. Người độc thân không nên kén chọn hay đứng núi này trông núi nọ vì sẽ khó toại nguyện. Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng đang thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh và nửa kia nếu cảm thấy tình yêu đã chín muồi để về chung một nhà. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy hoàn thành các công việc và nhiệm vụ khá dễ dàng. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa đạt được một vài thành tựu ban đầu nhờ vào sự quyết tâm. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ tìm được hướng đi đúng đắn sau khi đã xác định được thế mạnh. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc đường tài lộc rực sáng, có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim đường tình duyên tốt đẹp, các cặp đôi đang thăng hoa rực rỡ. Con số may mắn 5, 1, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xanh, quý nhân phù trợ Dậu, Tý, Thìn. Tử vi tuổi Dậu, chịu ảnh hưởng của tường hại cục, người tuổi Dậu không mấy yên ổn trong hôm nay do hung vận tăng cao. Dù có bất cứ vấn đề nào phát sinh, con giáp này cũng không nên phản ứng vội vàng vì có thể bạn chưa hiểu rõ vấn đề. Ngày nay, tốt nhất bản mệnh nên giữ im lặng để tìm hiểu sự việc ngọn ngành. Sự điềm tĩnh bao giờ cũng sẽ giúp cho bạn đưa ra những quyết định khôn ngoan. Ngoài ra, người tuổi này cũng cần phải tỉnh táo hơn trong những việc liên quan đến tiền bạc trong ngày. Ngũ hành tương sinh, hôm nay là thời điểm rất thuận lợi để con giáp này xây dựng các kế hoạch tình cảm bền chặt hơn với nửa kia. Tình cảm vợ chồng lứa đôi hòa hợp, gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy không mấy yên ổn do hung vận tăng cao. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa không nên phản ứng vội vàng vì có thể bạn chưa hiểu rõ vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ tốt nhất nên giữ im lặng để tìm hiểu ngọn ngành sự việc. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc cần phải tỉnh táo hơn trong những việc liên quan đến tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim có thể xây dựng các kế hoạch tình cảm bền chặt hơn. Con số may mắn 6, 2, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường hồng, cà phê, quý nhân phù trợ Thân, Tuất, Sửu. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Tuất có thiên ấn che chở nên làm gì cũng tự tin hơn. Đó chính là yếu tố tiền quyết để bạn đến gần hơn với thành công. Ngày nay bản mệnh còn có cơ hội gặp được quý nhân, mở ra cơ hội thăng tiến. Tin vui về tài chính cũng sẽ tìm đến với Tuất. Công việc thuận lợi, đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định. Bạn cũng có thể mạnh dạn triển khai các kế hoạch kiếm tiền bởi vận may đang đứng về phía mình. Trái lại, đường tinh duyên lại kém sắc. Ngũ hành thổ vượng khiến cho con giáp này có nhiều suy nghĩ bảo thủ, ngang ngược, áp đặt lên nửa kia. Chính điều đó đã khơi mào mâu thuẫn giữa bạn và người ấy, khiến cho mối quan hệ đang ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn. Từ vì tuổi Giáp Tuất, Hòa làm gì cũng tự tin đến gần hơn với thành công. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ có cơ hội gặp được quý nhân, mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc công việc thuận lợi, đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Canh Tuất,
Kim, người làm kinh doanh có thêm những mối làm ăn khả quan. Từ vì tuổi Nhâm Tuất, Thủy, đường tình duyên kém sắc, mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, ghi, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Từ vì tuổi Hợi, trong ngày được thực thần độ mệnh, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính, câu tài dễ đạt được mong ước. Tuy thu nhập của con giáp này không đến mức tăng vọt nhưng cũng được cải thiện ít nhiều. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng khá phát đạt. Người tuổi này không cần phải tự tìm kiếm cơ hội mà thân tài sẽ mang cơ hội tài lộc đến tận nơi. Dù vậy, bạn cũng nên có cách dùng tiền khôn ngoan, đừng quá tham vọng mà đổ hết tiền của mình vào đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, ngày ngũ hành xung khắc lại là dấu hiệu cho thấy vận trình tình cảm của con giáp này khá bất ổn, gia đình xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Hợi hãy thẳng thắn nói ra những điều khiến cho mình không vui hoặc chán nản. Chỉ có sự thẳng thắn mới giúp cho bản mệnh và người ấy thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Từ vì tuổi Ất Hợi, hòa, gặp nhiều may mắn tài chính, câu tài dễ đạt được mong ước. Từ vì tuổi Đinh Hợi, thổ, thu nhập được cải thiện, có điều kiện giải quyết các khó khăn trước đó. Từ vì tuổi Kỷ Hợi, mộc, nên có cách dùng tiền khôn ngoan, đừng quá tham vọng. Từ vì tuổi Tân Hợi, kim, không cần phải tự tìm kiếm cơ hội mà thân tài sẽ mang đến. Từ vì tuổi Quý Hợi, mộc, vận trình tình cảm bất ổn, gia đình xuất hiện mâu thuẫn. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường xanh lam, nâu, quý nhân phù trợ Sửu, Tý, Mão. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Dần, tuổi Sửu hay tuổi Ngọ. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất, đó là con giáp tuổi Tý, con giáp tuổi Thìn hay con giáp tuổi Mùi. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Linh Ngày Tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Linh Ngày Tốt nhé.